Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mời quý vị chắp tay chúng ta tịnh lễ Đức Thế Tôn trước khi bắt đầu bài học. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng ta học tiếp ha. Kể từ cái đoạn số 52 trở đi, chúng ta hoàn toàn có thể học nhanh và chúng ta qua bài mới. Bởi vì kể từ cái đoạn này là chúng ta bắt đầu đi đến cái sở chứng của Bồ Tát khi mà Ngài chuẩn bị thành đạo. Đây là cái đêm Ngài giác ngộ. Đối với Phật giáo Nam truyền thì Đức Phật sau khi mà Ngài ngồi thiền định và chứng đắc đạo quả, Ngài chỉ tốn có một đêm thôi nha, chứ không phải là Ngài tốn hết 49 ngày. Ngài chỉ tốn có một đêm thôi. Rồi sau đó đó, Ngài dành ra 49 ngày để Ngài hưởng cái quả báo, hưởng cái sự an lạc của quả vị chánh đẳng giác, chứ không phải là Ngài ngồi suốt 49 ngày sau đó Ngài mới chứng đắc đạo quả. Chúng ta qua đoạn 52. Còn ta khi tâm định được an tịnh, thuần tịnh, không bị cấu uế, được loại trừ các tùy phiền não, trở nên nhu nhuyễn, dễ dùng, kiên cố và được điềm tĩnh như vậy, thì từ đây đó là Ngài có được do Ngài lấy tứ định làm nền tảng. Nhờ Ngài chứng được tứ thiền, Ngài lấy tứ thiền đó làm nền tảng để Ngài bắt đầu Ngài phát triển tiếp các cái thắng trí, đặc biệt ở đây là túc mạng trí. Ta hướng tâm đến túc mạng tùy niệm trí, ta nhớ lại nhiều tiền kiếp như là một lần tái sinh, hai lần tái sinh, ba lần tái sinh, bốn lần tái sinh, năm lần tái sinh, mười lần tái sinh, hai mươi lần tái sinh, 30 lần tái sinh, 40 lần tái sinh, 50 lần tái sinh, 100 lần tái sinh, 1000 lần tái sinh, 100.000 lần tái sinh, nhiều kiếp tăng, nhiều kiếp giảm, nhiều kiếp tăng và giảm. Ở đây đó, cái kiếp tăng và kiếp giảm là như thế này. Kiếp tăng là khi loài người từ 10 tuổi tăng lên đến một A tăng kỳ tuổi. Còn cái kiếp giảm á, là khi con người từ một A tăng kỳ tuổi mà giảm xuống còn 10 tuổi. Như chúng ta là đang sống ở trong kiếp giảm, nghĩa là tuổi thọ của loài người càng ngày càng giảm. Cái nguyên nhân của sự suy giảm là do càng ngày chúng sanh sống ác càng nhiều. Khi chúng ta sống càng ác á, thì cái tuổi thọ chúng ta càng giảm, và sẽ giảm đến khi con người còn 10 tuổi. Lúc bây giờ chúng sanh chỉ toàn sống ác, không có sống thiện. Và khi đó những cái thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh nó sẽ nổi lên, và loài người sẽ trải qua một cái cơn chúng ta tạm gọi là cái sự diệt vong. Lúc bây giờ sau khi cái trận chiến tranh nè, rồi bệnh dịch nè, rồi đói kém,
sau khi nó qua đó, loài người chỉ còn lại một nhúm chút xíu thôi. Khi mà còn một nhúm chút xíu như vậy đó, loài người mới họp lại với nhau và bàn với nhau là thôi bây giờ mình hãy ráng mình giữ giới đi, hãy sống lành sống thiện đi. Thì khi mà loài người bàn với nhau sống lành sống thiện á, loài người bắt đầu giữ giới và bắt đầu sống thiện. Từ đó tuổi thọ loài người tăng lên dần, tăng lên cho đến một A Tăng kỳ tuổi. Thì đó chính là cái kiếp tăng và kiếp giảm. Ở đấy ta có tên như vậy, dòng họ như vậy, diện mạo như vậy, thực phẩm như vậy, sự cảm nghiệm là khổ như vậy, giới hạn thọ mạng như vậy, mệnh chung từ đó rồi sanh về đấy. Tại đấy ta cũng có tên như vậy, dòng họ như vậy, diện mạo như vậy, thực phẩm như vậy, sự cảm nghiệm là khổ như vậy, giới hạn thọ mạng như vậy, mệnh chung từ đấy rồi sanh về đây. Như vậy ta nhớ lại nhiều tiền kiếp với các đặc tính và chi tiết này Bà La Môn. Đây là minh đầu tiên mà ta đã chứng đạt vào canh đầu của đêm. Vô minh diệt và minh được sanh, bóng tối bị diệt và ánh sáng được sanh, như là điều xảy ra đến cho vị sống không phóng dật và nhiệt tâm. Thì cái vô minh diệt và minh được sanh á, vô minh tức là sự bất kỳ trong bốn đế, nghĩa là lúc bây giờ đó Bồ Tát còn chưa có định nghĩa, tức là còn chưa có tên gọi cho bốn đế, nhớ giùm nha. Tức là Bồ Tát còn chưa có tên gọi, ngài chưa có tên gọi đó là cái gì thì ngài chưa có gọi, nhưng ngài ý thức được. Ý thức được cái gì? Đây là khổ nè. Đây là nguyên nhân của khổ nè. Đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì quý vị để ý coi, khi mà ngài nhớ về các tiền kiếp, ngài có nói cái gì? Ta cũng có tên như vậy, dòng họ như vậy, diện mạo như vậy, thực phẩm như vậy, sự cảm nghiệm là khổ như vậy, giới hạn thọ mạng như vậy, mệnh chung từ đấy rồi sanh về đây. Quý vị có thấy cái gì không? Ta cũng có tên như vậy. Chúng ta thích luân hồi bởi vì chúng ta nghĩ luân hồi là cái gì đó nó mới mẻ, nó vui vẻ. Nhưng mà chúng ta không ngờ được một chuyện là chúng ta sẽ có rất là nhiều kiếp, sư tạm gọi là một nhóm, một group, những kiếp mà chúng ta sống y như kiếp cũ. Như có lần ngài Xá Lợi Phất, ngài nhìn thấy một cái con, những cái con dơi ở trong hang động, và ngài có ý ngài tìm xem là những con dơi này nó đã làm dơi bao lâu rồi. Và ngài thấy là những con dơi này nó đã làm dơi 500 kiếp rồi. Và ngài nghĩ là bây giờ những con dơi này nó sẽ làm dơi trong bao lâu nữa. Và ngài thấy là những con dơi này nó sẽ tiếp tục làm dơi trong 500 kiếp nữa, nó vẫn làm dơi. Ngài có ý định muốn quan sát tiếp là xem cái giới hạn của những kiếp làm dơi của nó đó là nó sẽ như thế nào. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới xuất hiện và nói: Này Sariputta, cái việc mà nhìn thấu được cái dòng luân hồi của chúng sanh đó thuộc về cái lãnh vực của một vị chánh đẳng gia. Nghĩa là ngay cả bản thân ngài Sariputta đệ nhất về trí tuệ, ngài vẫn không thể nhìn thấu được dòng luân hồi của chúng sanh. Nói nó buồn, chúng ta sanh đi sanh lại, chúng ta tái sanh qua những kiếp kế tục, chúng ta tiếp tục làm những việc cũ, làm những vai trò cũ. Ví dụ như có kiếp nào đó chúng ta sanh làm dơi, chúng ta sẽ sinh hoạt như con dơi, ăn như con dơi, sống như con dơi, ở như con dơi. Rồi do cái kiểu nghiệp của con dơi đó, chúng ta lại tái sanh qua kiếp khác, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái kiểu sống như thế, miệt mài không thay đổi. Mà phải nhờ một cái nghiệp quá khứ nào đó nó tác động,
thì nó mới đẩy cái bánh xe đó nó trật qua chỗ khác. Thì khi đó cái kiếp tái sanh của mình nó mới khác đi một tí. Nó giống như những cái người nghệ sĩ, những người diễn kịch, họ lên sân khấu, họ diễn một vở tuồng, có khóc, có cười, rồi sau đó sân khấu khép lại, họ chạy xô qua một cái gánh hát khác, họ lại tiếp tục diễn đúng cái vở kịch cũ, cũng khóc, cũng cười. Họ diễn như thế cho đến một cái thời gian lâu dài nào đó, do một cái nhân duyên nào đó thì họ mới thay đổi một kịch bản khác. Chứ còn trước đó họ sẽ diễn một khoảng thời gian dài những cái vở kịch cũ, cũng nói một câu thoại đó, cũng diễn những cảnh đó, cũng khóc đó, cũng cười đó. Đời sống luân hồi của chúng ta là những cái group, những cái nhóm kiếp mà chúng ta sống và chúng ta lặp lại những hành động cũ, cũng cái tên cũ đó, cũng cái hình dáng cũ. Quý vị nhìn trong đây, đây cũng có tên cũ, cũng có hình dáng cũ, cũng cái kiểu ăn uống như thế, cũng cái kiểu vui buồn như thế, rồi mình cũng chết như thế, rồi mình lại tái sanh như thế. Rồi nhờ một cái nghiệp nào đó trong quá khứ nó tác động, giống như cái bánh xe nó đang quay như vậy, nó tác động thì nó sẽ trật một tí xíu, rồi chúng ta sẽ diễn một cái vở kịch mới. Rồi sau đó chúng ta lại có những cái kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, chúng ta lại vẫn tiếp tục diễn đúng cái vở kịch đó. Rồi cho đến một cái nghiệp nào đó nó tác động làm cho chúng ta lại thay đổi kịch bản một lần nữa. Quý vị nghĩ coi, nếu như mà mình thấy cái kiếp như vậy mình còn vui không? Suy nghĩ vui không nổi đâu. Nhờ như thế đó, Bồ Tát mới đi đến sự giác ngộ giải thoát. Chứ còn nếu như mình thấy những cái kiếp quá khứ mình vui quá trời vui thì giải thoát sao nổi? Do mình thấy mình diễn toàn những vở kịch cũ cho nên nó nản, nó nản vô cùng. Thành ra có đôi lần sư nói đó, có bao giờ quý vị có cái cảm giác là tôi thấy cảnh này rồi, hoặc tôi làm chuyện này rồi, thì một trong những cái khả năng là do cái sự ấn tượng của những kiếp quá khứ mình lặp đi lặp lại hoài cái cảnh này ấy, cho nên là mình thấy nó quen. Thành ra luân hồi không có gì vui đâu quý vị. Qua đoạn 53: còn ta khi tâm định được an tịnh, thuần tịnh, không bị cấu uế, được loại trừ các tùy phiền não, trở nên nhu nhuyễn, dễ dùng, kiên cố và được điềm tĩnh như vậy, ta hướng tâm đến sanh tử trí với thiên nhãn thanh tịnh và siêu phàm. Ta thấy chúng sanh đang tử và đang sanh, ta biết rằng chúng sanh là hạ liệt hoặc cao quý, đẹp hoặc xấu, may mắn hoặc bất hạnh, tùy theo nghiệp tương thích. Thật vậy, có những chúng sanh này có thân ác hạnh, có khẩu ác hạnh, có ý ác hạnh, có sự phỉ báng chư thánh nhân, có tà kiến, có sự tạo nghiệp do tà kiến ấy. Họ sau khi thân hoại mạng chung đã bị sanh vào địa ngục, đọa nơi ác thú khổ cảnh. Còn những chúng sanh này có thân ác hạnh, có khẩu ác hạnh, có ý ác hạnh, có sự phỉ báng chư thánh nhân, có tà kiến, có sự tạo nghiệp do tà kiến ấy. Họ sau khi thân hoại mạng chung đã bị sanh vào địa ngục, đọa nơi ác thú khổ cảnh. Như vậy, nhờ thiên nhãn thanh tịnh và siêu phàm, ta thấy chúng sanh đang tử và đang sanh. Ta biết rằng chúng sanh nhờ là hạ liệt hoặc cao quý, đẹp hoặc xấu, may mắn hoặc bất hạnh, tùy theo nghiệp tương thích. Như vậy, ta nhớ lại nhiều tiền kiếp với các đặc tính và chi tiết này Bà La Môn. Đây là minh thứ hai mà ta đã chứng đạt vào canh giữa của đêm. Vô minh bị diệt và minh được sanh, bóng tối bị diệt và ánh sáng được sanh, như là điều xảy ra, điều xảy đến cho vị sống không phóng dật và nhiệt tâm. Cái chỗ này á, sư xin lỗi là do do cái bản dịch á, cái vị sư Thiền Hảo dịch copy ở trên xuống, thành ra là thiếu
cái đoạn là có những cái chúng sanh á, do thân không ác hạnh, khẩu không ác hạnh, ý không ác hạnh, không có phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, có sự tạo nghiệp do chánh kiến, họ sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào lạc thú. Thiếu cái đoạn đó, thiếu cái đoạn đó, cho nên sư đọc lại ở trong Pali để sư xác nhận lại, thiếu cái đoạn đó. Không có vấn đề gì. Tóm gọn lại là như thế này: khi mà ngài hướng đến cái sự quan sát, cái sạch tự trí, ngài thấy là chúng sanh do các cái nghiệp đi vào các cảnh giới tương ứng, nhưng mà sự nhìn thấy của ngài á, nó sẽ khác sự nhìn thấy của một số vị Bà La Môn được nhắc đến trong kinh Phạm Võng. Do đâu? Do cái thấy của ngài là cái thấy rốt ráo. Các vị Bà La Môn ở trong kinh Phạm Võng có những vị như thế này nè. Các vị đó giới được thanh tịnh nha, các vị nhập và trú chứng được ly dục nha, ly dục ly ác pháp, chứng và trú cho đến tứ thiền. Rồi các vị Bà La Môn này nè, thấy rằng có những người, có những chúng sanh sau khi làm ác, có thân làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác, sau khi thân hoại mạng chung họ sanh thiền. Có những chúng sanh sau khi mà họ thân làm thiện, khẩu nói thiện, ý nghĩ thiện, sau khi thân hoại mạng chung họ đi địa ngục. Thì những vị Bà La Môn đó có tà kiến như thế này, là không có thiện và bất thiện, không có nghiệp và quả của nghiệp. Bởi vì rõ ràng họ tự thân chứng nghiệm thấy được rằng những người làm ác được sanh thiên và những người làm thiện bị đọa địa ngục. Do đâu? Do cái thấy của các vị Bà La Môn đó là cái thấy không rốt ráo. Các vị Bà La Môn đó chỉ thấy được cái sự kiện như thế này, tức là cái chúng sanh đó, đó trong kiếp sống họ đã làm gì và tái sanh họ đi về đâu. Chứ các vị Bà La Môn đó không thấy được là cái việc làm đó đưa đến cảnh giới tái sanh nào. Quý vị biết nó khác nhau ở chỗ nào không? Nó khác nhau ở chỗ như vậy nè. Một chúng sanh, chúng ta làm thiện làm ác vô số kiếp. Cái kiếp này mình làm thiện, đúng là kiếp này mình làm thiện đó, nhưng kiếp trước mình làm ác. Thì khi mình mệnh chung, cái quả ác nghiệp cũ nó trổ, cái quả ác nghiệp cũ nó đưa chúng ta đi địa ngục. Nhưng mà các vị Bà La Môn không thấy cái đó. Họ chỉ thấy một sự kiện là người làm thiện đi địa ngục. Rồi có những chúng sanh kiếp trước họ làm thiện rất là nhiều, nhưng mà kiếp này do vướng phải tà kiến, do gần gũi bạn xấu, do hoàn cảnh đưa đẩy, họ sống ác, họ làm ác. Nhưng cái thiện nghiệp quá khứ nó vẫn còn, tới khi thân hoại mạng chung nó nâng đỡ họ đi sanh thiên. Các vị Bà La Môn không thấy được sự kiện đó, mà họ chỉ thấy là người này đời này làm ác nhưng cuối đời lại được sanh thiên. Đây là cái thấy khác biệt giữa Đức Thế Tôn và các vị Bà La Môn. Cho nên ở đây ngài ghi nó rất là quan trọng nha. Đây: ta biết rằng chúng sanh hạ liệt hoặc cao quý, đẹp hoặc xấu, may mắn hoặc bất hạnh, tùy vào nghiệp tương thích. Câu này quan trọng, tức là ngài thấy rõ đó, chúng sanh làm nghiệp gì thì nghiệp đó dẫn đến quả báo gì. Chúng sanh tạo nghiệp gì, nghiệp đó đưa đến cảnh giới tái sanh gì. Khác nha, khác rất là lớn so với ngoại đạo.
ngoại đạo họ chỉ đơn giản họ thấy là đời này làm cái gì, họ không biết những cái hành động đó đó đưa đến nghiệp gì, mà họ chỉ thấy cuối đời á, người này sanh thiên hoặc đi địa ngục thôi. Họ không thấy được cái nghiệp tùy theo cái hành động, những cái nghiệp nó như thế nào á. Thì khi mà quý vị học qua kinh Nghiệp Phân Biệt á, có hai bài, bài 1 và bài 2 cũng của Trung Bộ, thì chúng ta sẽ có dịp học tới. Nhưng mà ở đây thì sư giải thích sơ, hay giải thích sơ đoạn này. Chúng sanh hạ liệt hoặc cao quý, đẹp hoặc xấu, may mắn hoặc bất hạnh. Thì hạ liệt hoặc cao quý là do cái nghiệp tôn kính hay ngã mạn. Khi mà chúng ta ngã mạn, chúng ta bất kính, không có tôn trọng người khác, thì nó sẽ cho cái nghiệp hạ liệt. Có nhiều nghiệp lắm, sư chỉ đơn cử thôi nha. Còn khi mà chúng ta có sự tôn kính, có sự cung kính, không có coi thường chúng sanh khác, thì chúng ta sẽ cho cái nghiệp cao quý. Rồi có những người đó, do họ hay sân, họ ít tâm từ, họ không tu tập lòng từ, họ hay nóng giận, hay bất mãn, thì họ sẽ gieo cái nghiệp là họ xấu xí. Còn khi mà chúng ta sống bằng từ tâm, chúng ta sống không có sân, thì chúng ta sẽ gieo cái nghiệp là xinh đẹp. May mắn hoặc bất hạnh thì cái này nó rất là chung chung. Nhưng mà nó có một cái loại nghiệp như thế này nè. Có những người họ làm ăn á, họ làm ăn mua bán thì họ rất hay thành công, rất dễ thành công. Còn có những người họ cũng làm ăn mua bán mà họ thường gặp trở ngại, họ thường gặp trắc trở, họ thường gặp thất bại. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói là một người khi mà thất hứa với người khác, đặc biệt là những vị có đức, ví dụ như thánh nhân hoặc là tăng đoàn, thì khi họ thất hứa như vậy đó, họ sẽ tạo một cái nghiệp là khi họ làm ăn mua bán, họ rất dễ gặp thất bại. Còn khi mà họ giữ lời hứa, đặc biệt là những vị có đức hạnh như là thánh nhân hoặc là như tăng đoàn, thì khi họ làm ăn mua bán họ rất dễ thành công. Cho nên trong cái đời sống ở thế tục, chúng ta đi làm ăn mua bán, có người nói may mắn, có người nói xui xẻo, nhưng thực tế cái may, gọi là may mắn hay bất hạnh đó là do nghiệp của mình, chứ không có cái chuyện là nó đơn giản như cái xúc sắc mình gieo thì có mặt sắp mặt ngửa, số lớn số bé không phải như vậy. Và còn một điều nữa, tức là cái đoạn 53 và 54, chúng ta cứ nghĩ là cái sự tái sanh của chúng ta đó nó thoải mái, nó dễ chịu. Bởi vì như sư nói hồi nãy, sư nói đó, khi chúng ta sống làm con dơi thì chúng ta sinh hoạt theo kiểu của loài dơi, rồi chúng ta lại tái sanh vào loài dơi. Một số người có thể nghĩ là như vậy, tôi sống làm con người, tôi sinh hoạt theo kiểu con người thì tôi sẽ tái sanh làm con người. Câu đó đúng chứ không sai, nhưng cái kiểu sống như con người và sinh hoạt như con người thì hầu hết chúng ta không sống như vậy. Nó kỳ chứ, chúng ta sống tương ưng với loài thú nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sống giữ năm giới, sống giữ năm giới là 10 thiện nghiệp, 10 cái nhân sanh phước, thì khi đó chúng ta sống như con người. Còn khi chúng ta sống trong sự tị hiềm, tật đố, ganh tị, bỏng sẻn,
sống trong sự khao khát, mong muốn có được cái này cái kia không có được thì chúng ta giận hờn, tức là chúng ta sống trong tham và sân, là chúng ta đang sống trong cái kiểu sống của loài ngạ quỷ. Tức là khi mình sống như thế là mình gieo cái nghiệp mình tái sanh làm loài ngạ quỷ. Còn khi mà mình sống thuần túy theo bản năng, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nam, nữ, là chúng ta đang sống theo kiểu sống của loài thú. Còn khi chúng ta sống, chúng ta giữ bát quan trai giới, chúng ta sống làm các thiện pháp, thân lành, khẩu lành, ý lành, là chúng ta đang sống cộng trú với chư thiên và nhân loại. Bao nhiêu người sống được như thế? Cao hơn nữa là nếu như chúng ta sống trong từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, là chúng ta đang sống cộng trú với cảnh giới phạm thiên. Rồi đó, quý vị xét lại coi. Như vậy chúng ta đang sống ở thân người, nhưng cái kiểu sống của chúng ta nó cộng trú với loài nào? Thành ra đó, học đạo chúng ta mới biết sợ là cái thân người nó rất khó được. Mà khi chúng ta có được thân người rồi, chúng ta rất dễ mất, bởi vì cái kiểu sống của chúng ta đa phần là cộng trú với các loài sa đọa. Cho nên trong vòng luân hồi, đa phần là chúng ta diễn đi diễn lại cảnh sống trong các cõi khổ, chứ hiếm khi chúng ta diễn đi diễn lại cảnh sống của cõi trời, cõi người, hiếm lắm quý vị. Cho nên là mình thôi ảo tưởng, ráng tu dùm sư. Đến đoạn 54: còn ta khi tâm được an tịnh, thuần tịnh không cấu uế, được loại trừ các tùy phiền não, trở nên nhu nhuyễn dễ dùng, kiên cố và được điềm tĩnh như vậy, ta hướng tâm đến trí diệt tận các lậu hoặc, ta thấu triệt như thật rằng đây là khổ, đã thấu triệt như thật rằng đây là nhân sanh khổ, đã thấu triệt như thật rằng đây là sự diệt khổ, đã thấu triệt như thật rằng đây là phương pháp dẫn đến sự diệt khổ, đã thấu triệt như thật rằng đây là lậu hoặc, đã thấu triệt như thật rằng đây là nhân sanh lậu hoặc, đã thấu triệt như thật rằng đây là sự diệt lậu hoặc, đã thấu triệt như thật rằng đây là phương pháp dẫn đến sự diệt lậu hoặc. Khi biết và thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, được thoát khỏi hữu lậu và được thoát khỏi vô minh lậu. Khi được giải thoát, trí đã khởi sanh rằng đã được giải thoát, đã thấu triệt rằng sanh đã được diệt, phạm hạnh đã được an trú, điều nên làm đã được làm, ở đây không còn gì cho tương lai. Này Bà La Môn, đây là minh thứ ba mà ta đã chứng đạt vào canh cuối của đêm. Vô minh diệt và minh được sanh, bóng tối bị diệt và ánh sáng được sanh, như là điều sẽ đến cho vị sống không phóng dật và diệt tâm. Thì lúc bây giờ Ngài nói đến giai đoạn Ngài chứng đắc được vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Ở đây nè, quý vị thấy Đức Thế Tôn Ngài thấu triệt cái gì để Ngài chứng đắc đạo quả? Ngài thấu triệt lý tứ đế. Nhớ dùm sư nhé, đây là đoạn kinh rất quan trọng. Đức Thế Tôn Ngài thành đạo chánh đẳng giác nhờ Ngài thấu triệt lý tứ đế. Ngài thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Đây là một điều rất quan trọng ha. Và ở đây có một câu nổi tiếng là sanh đã diệt, phạm hạnh đã được an trú, điều nên làm đã được làm, ở đây không còn gì cho tương lai. Có nghĩa là Ngài đã diệt tận cái nhân đưa đến sự tái sanh.
Đức Thế Tôn lúc bấy giờ Ngài đã trở thành một vị chánh đẳng giác. Ngài không còn tái sanh nữa, Ngài không còn luân hồi nữa. Và đây là thân cuối cùng. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ở thành Kusinara, Ngài nhập Niết Bàn, cả địa cầu rung động. Bởi vì khi đó tam giới đang thọ tan. Một vị vô thường chánh đẳng chánh giác đã giác ngộ như thế và đã viên tịch như thế. Ở đây Thế Tôn Ngài đã kể lại giai đoạn mà Ngài chứng đắc được đạo quả. Vào đêm Ngài chứng đắc đạo quả, rồi đến đoạn 55, rồi này Bà La Môn, ông có thể nghĩ rằng có lẽ hiện tại Sa Môn Gotama chưa thoát khỏi tham, chưa thoát khỏi sân, chưa thoát khỏi si, nên mới sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh. Nhưng này Bà La Môn, ông chớ nên hiểu như vậy. Này Bà La Môn, do suy xét hai lợi ích nên ta sống tại các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh. Khi thấy tự mình được hiện tại lạc trú và khi có lòng thương tưởng cho hậu sanh, nghĩa là đó, ngay cả khi Ngài đã thành một vị chánh đẳng giác, Ngài không còn những cái sự đau khổ nơi tâm, nhưng Ngài vẫn cảm thấy sự an lạc khi mà Ngài sống ở trong rừng, những khu rừng hoang vu hẻo lánh. Ngoài bên cạnh đó, đó Ngài còn lấy đó làm sự thương tưởng cho lớp hậu sanh. Bởi sau này khi chúng sanh đọc lại những cái lời dạy của Ngài, thấy rằng Ngài hoan hỷ khi sống ở trong rừng, thì đó là một sự khuyến khích cho các vị tân tỷ kheo, hoặc là các vị tỷ kheo, các vị trưởng lão cũng nỗ lực thực hành để sống ở trong rừng. Thì đoạn cuối chỉ là: thật vậy, chúng hậu sanh được Ngài Gotama thương tưởng vì Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tuyệt diệu thay thưa Ngài Gotama, tuyệt diệu thay thưa Ngài Gotama, thưa Ngài Gotama. Như người có thể lật lại vật bị đổ ngã, hoặc có thể để lộ vật bị giấu kín, hoặc có thể chỉ đường cho kẻ lạc lối, hoặc có thể mang đèn vào chỗ tối, là người có mắt thấy được các sắc cũng vậy. Pháp được Ngài Gotama thuyết giảng với nhiều phương cách, con xin quy y Ngài Gotama, giáo pháp và tăng chúng. Xin Ngài Gotama hãy nhận con là người cận sự nam đã quy y từ đây cho đến trọn đời. Nhớ dùm sư một sự kiện là phàm á, chúng ta có được cái gì thì chúng ta rất dễ mất cái đó. Giới hạnh, niềm tin, trí tuệ, chúng ta rất dễ mất. Nhưng mà khi chúng ta, khi một vị chứng đắc được đạo quả, thì kể từ giai đoạn đó, vị đó không bao giờ thối lui. Tức là không có chuyện một vị A-la-hán mà thối lui còn xuống phàm, chuyện đó không bao giờ có. Một vị chánh đẳng giác mà còn thối lui thì cũng không bao giờ có. Bất kỳ vị nào, hễ là thánh, ví dụ như thánh sơ quả, không bao giờ thối lui xuống phàm. Nhị quả không bao giờ thối lui xuống sơ quả. Tam quả không bao giờ thối lui xuống nhị quả và sơ quả. Thánh tứ quả A-la-hán không bao giờ thối lui xuống các cái tầng ở dưới, đặc biệt không bao giờ thối lui xuống phàm, không bao giờ có. Hồi xưa có trong cái phim ở Trung Quốc họ đóng Tế Điên Hòa Thượng, nó có một cái đoạn phim là coi như là Tế Điên bỏ, không làm A-la-hán nữa mà xuống phàm để thử coi như thế nào. Thì xin thưa, phim nó diễn như vậy thôi, chứ thực tế một vị A-la-hán thì vị đó không có cách chi mà vị đó rớt khỏi cái cảnh giới A-la-hán của vị đó. Cho nên ở đây cái đoạn 55 quý vị thấy nè: có lẽ hiện tại Sa Môn Gotama chưa thoát khỏi tham, chưa thoát khỏi sân, chưa thoát khỏi si. Chớ nên hiểu như vậy. Có nghĩa là một khi cái gì nó đã diệt tận rồi, diệt tận hoàn toàn là không bao giờ nó quay trở lại.
chuyện đó không bao giờ có. Cho nên nó mới chia ra là thánh đạo và thánh quả. Thánh đạo là cái trạng thái mà vị đó dùng cái thắng trí diệt tận phiền não. Và cái thánh quả là cái giai đoạn mà vị đó sống sau khi đã diệt tận phiền não. Nó giống như vậy nè. Trước giờ á, mình mang nợ, thì bây giờ mình có một cục tiền mình trả nợ. Thì cái giây phút mình trả nợ á, mình đem tiền đó mình trả nợ, nó chỉ có một thôi. Một lần duy nhất trong đời là mình trả cái món nợ này cho người ta. Mình trả duy nhất một lần. Sau đó mình sống trong một cái tâm thái của người không có nợ. Nó không có cái chuyện là tái. Phàm nó còn tái, chứ còn thánh là không bao giờ tái. Cho nên thánh mà khi đã diệt tận cái nào rồi là cái đó không bao giờ quay trở lại. Thành ra chúng ta mới chia ra thánh đạo và thánh quả ha. Thì như vậy đó là chúng ta xong cái bài kinh số 4, kinh khiếp đảm và sợ hãi. Chúng ta học qua bài kinh số 5 là kinh không uế nhiễm. Bài kinh này nó cũng ngắn thôi, tại vì nó đơn giản. Nói là đơn giản là bởi vì những cái vấn đề ở trong đây chúng ta đã học ở các bài kinh trước rồi, cho nên là chúng ta có thể học nhanh qua bài kinh này. Nếu như mà được thì thậm chí có thể học trong ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ còn nửa tiếng thì không kịp. Có thể chúng ta thậm chí học trong ngày hôm nay và bữa sau là chúng ta xong, chúng ta qua luôn cái bài kinh này. Thì chúng ta tóm tắt bài kinh. Ở trong bài kinh này, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng là có bốn hạng người ở thế gian. Một là cái hạng người mình có cấu uế mà mình không biết mình có cấu uế. Hai là hạng người có cấu uế nhưng biết là mình có cấu uế. Ba, hạng người không có cấu uế nhưng không biết mình không có cấu uế. Và bốn, hạng người không có cấu uế và biết là mình có cấu uế. Thì ở đây đó, Ngài Xá Lợi Phất tán thán cái người mà biết rõ trạng thái của mình là gì. Tức là nếu như mà mình có cấu uế là mình phải biết mình có cấu uế, mà mình không biết mình có, mình biết mình không có cấu uế thì phải biết là mình không có cấu uế. Mình phải biết được cái trạng thái của mình ha. Còn cái người mà không biết được trạng thái của mình, dù cho bản thân họ không có cấu uế đi nữa, thì Ngài Xá Lợi Phất vẫn gọi kẻ đó là cái kẻ hạ liệt. Do đâu? Thứ nhất, cái người mà đang có cấu uế mà không biết là mình đang có cấu uế, Ngài gọi đó là cái người hạ liệt. Do đâu? Do cái người này á, họ không có ý định diệt trừ cấu uế, không có cố gắng diệt trừ cấu uế, không có sự nỗ lực để diệt trừ cấu uế. Nó cũng giống như cái người mà tại vì ở trong kinh là đang nói các vị tỷ kheo, cho nên đối với các vị tỷ kheo thì cái bát là cái rất là thường thấy. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đưa ra ví dụ cái bát. Ví dụ như là mình có một cái bát mà cái bát đó, đó bị bụi, bị dơ bẩn, và mình cũng không có nhu cầu xài. Thành ra là mình không có cái nhu cầu là chà rửa đó, không có ý định chà rửa, không có cố gắng chà rửa, và mình cũng không có cái sự gọi là nhiệt tình cho lắm trong cái chuyện mà chà rửa. Hôm bữa sư đi khám thì
Sư thấy có một điều thú vị như thế này, là lần đó sư đi khám cái cô bác sĩ. Mà cái cô bác sĩ khi mà cổ ví dụ á, thì cổ sẽ lấy cái ví dụ gần với cổ. Khi mà sư nói bây giờ không mấy cô cho cái thuốc ngoài bảo hiểm đi, chứ còn thuốc bảo hiểm uống nó lâu hết bệnh, nó không có tốt á. Cổ cũng ví dụ như thế này nè, thì cũng giống như cái túi á, cái túi xách thì có cái túi LV, rồi cái túi helmet đó, với cái túi mà túi Trung Quốc, túi hàng nhái, túi Trung Quốc, thì đương nhiên là chất lượng nó cũng khác đó. Cái túi LV, cái túi helmet thì chất lượng sẽ tốt hơn, còn cái túi Trung Quốc thì chất lượng nó sẽ xấu hơn. Nhưng mà Trung Quốc thì cái túi Trung Quốc thì cũng có túi này túi kia. Thì sư thấy thú vị ở chỗ như thế này, là do cổ là bác sĩ nữ, mà người nữ thường để ý tới cái túi xách, cho nên mà cổ ví dụ là cổ sẽ ví dụ, cổ lấy cái túi xách ra cổ ví dụ. Thì trong cái sự kiện này cũng vậy đó, quý vị là người cư sĩ tại gia, thì quý vị cần những cái ví dụ nó gần gũi với cư sĩ tại gia. Ví dụ như bây giờ mình có một cái túi xách đi, mà cái túi xách đó nó dơ bẩn, nó cũ kỹ, mình cũng chẳng có nhu cầu xài, nó lỗi thời lỗi mốt, cho nên là thôi mình nhặt được thì mình quăng vô một xó đó, mình cũng chẳng có cái ý định là mình sẽ chà rửa nó làm chi, mình cũng chẳng có ý định là mình làm nó sạch sẽ, rồi mình cũng quăng xó nó một góc thôi, rồi bụi nó bám dần, cho tới một ngày nào đó là mình chỉ có vứt xó nó thôi, mình vứt luôn. Thì cũng tương tự như vậy đó, khi mà tâm của chúng ta nó ô nhiễm, mà mình không biết nó ô nhiễm, thì mình không có nhu cầu làm sạch. Mà chính bởi vì mình không có nhu cầu làm sạch, cho nên mình không có làm sạch, và mình không có sự nỗ lực làm sạch. Chính bởi vì như vậy, khi mệnh chung thì cái người đó sẽ mệnh chung với tâm ô nhiễm, có tham, có sân và có si. Rồi hạng người thứ hai, tức là hạng có cấu uế, biết là đang có cấu uế, thì hạng người này do mình dơ, mình bẩn, mà mình biết là mình dơ, mình bẩn, cho nên là Ngài Xá Lợi Phất gọi đó là người ưu việt. Tại sao? Bởi vì khi mà mình có cấu uế, mình biết là mình có cấu uế, thì ở đây Ngài nói là mình có khởi lên ý định, có cố gắng, có nhiệt tâm để đoạn trừ. Thì nó giống như mình có một cái vỏ sách, cái vỏ nó bị bẩn, nó bị dơ, nhưng mà mình cần xài. Thí dụ như là mình có cái vali du lịch đi, mình có cái vali nó bị dơ, bị bẩn, nhưng mà bây giờ mình cần xài nó để mà đựng đồ sạch nha. Thì tự nhiên là mình phải có nhu cầu mình làm vệ sinh, mình chà, mình rửa cho nó sạch, mình làm, mình cố cái vết bẩn nào mà nó dơ, mình phải cố để mình làm cho nó sạch. Hoặc giống như mình có một cái tô, một cái bát à. Bây giờ tới cái lúc ăn rồi thì mình cần có một cái bát sạch để mà mình ăn. Bây giờ bát nó dơ rồi, thì tự nhiên mình phải xách cái nùi dẻ nè, xách cái miếng rửa chén, rửa bát nè, rồi mình kiếm cái xà phòng, mình ráng, mình chùi, mình rửa cho nó sạch. Cái vết bẩn nào mà nó không sạch đó, là mình phải chùi, mình rửa cho nó bằng sạch rồi mình mới dám ăn. Chứ còn một cái bát cơm á, mà nó dơ hầy hầy, nó nhầy nhụa, nó nhớp nhúa, thì làm sao mình dám bỏ đồ ăn vô mình ăn, đúng không? Nhưng mà mình phải biết là nó dơ mới được. Chứ còn mình không biết là nó dơ là mình đâu có rửa. Nói nó kỳ chứ còn nhiều khi mấy cái quán vỉa hè
sư ngại dùng tô đũa, đặc biệt là đũa muỗng ở chỗ đó sư ngại lắm. Tại vì mình thấy người ta có nguyên một cái xô á, đựng toàn là đũa muỗng, mà quý vị biết là người ta rửa bằng cách nào? Nhúng chà 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 chà, nhúng 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 rồi xong. Mà một ngày họ bán như thế, mà họ làm vệ sinh như thế thì phải nói ớn lạnh luôn á, thành ra không dám xài. Tức là mình phải biết là nó bẩn thì mình mới không dám xài, và mình có nhu cầu mình xài đồ sạch. Chứ còn mình không biết, mình nhắm mắt mình ăn à. Đấy, cho nên á, cái chuyện mà mình có cấu uế mà mình biết là mình có cấu uế, Ngài Xá Lợi Phất gọi đó là người ưu việt ha. Thì nhờ như vậy đó, mình mệnh chung với tâm vô tham, vô sân, vô si. Đó, sự lấy ví dụ, mình có một cái tô đũa muỗng mà nó bị dơ, bây giờ mình muốn ăn sạch, cho nên là mình mới đem ra mình chà, mình rửa cho kỹ, đó mình rửa cho sạch, sau đó mình bỏ đồ ăn vào mình ăn. Cái này là ví dụ trong chú giải nha. Thì khi mà mình bỏ đồ ăn vào mình ăn á, thì mình có kết quả là mình ăn được đồ sạch. Còn khi mà mình không biết á, mình cứ nghĩ cái tô đó là nó sạch, trong khi đó nó dơ, nó bẩn, thì mình bỏ đồ ăn vào thì mình sẽ ăn đồ dơ. Chính bởi vì như vậy, Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói tiếp, cái loại người thứ ba là người không có cấu uế mà không biết là mình không có cấu uế. Thì hạng người này á, Ngài Xá Lợi Phất gọi đó là người hạ liệt. Tại sao vậy? Tại vì ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói, khi mình không biết thì họ sẽ hướng tâm đến mỹ tướng, rồi từ cái mỹ tướng đó nó đưa đến sự tham ái. Nghĩa là đó, khi mà mình không có ý thức được cái tình trạng của nội tâm thì mình rất dễ hướng tâm đến những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi từ đó đó cái tâm của mình nó trở nên ô nhiễm. Ở đây ví dụ giống như là mình có một cái bát sạch nhưng mà mình không có nhu cầu xài, rồi mình cất một xó đó, rồi thời gian qua dần bụi nó sẽ bám vào cái bát của mình. Do đâu? Do mình không có nhu cầu xài. Thì đồ, quý vị để ý, đồ mình xài mà mình không có dùng thường xuyên, mình để một xó đó, thì trước sau gì cũng có bụi, bụi nó bám, rồi từ từ cái món đó nó sẽ dơ. Và như vậy đó, thì cái chúng sanh này đó, họ sẽ mệnh chung bằng cái tâm nhiễm ô, có tham, có sân và có si. Còn cái hạng thứ tư đó, là hạng không có cấu uế và biết được là mình không có cấu uế. Thì cái hạng này được Ngài Xá Lợi Phất gọi là cái hạng ưu việt. Do đâu? Do hạng người này họ ý thức được cái sự gìn giữ tâm của mình, cho nên là họ không hướng tâm đến mỹ tướng, cho nên từ đó nó không làm mồi cho tham ái. Được mô tả giống như là mình có một cái bát sạch, rồi mình cũng có nhu cầu xài, cho nên mình giữ gìn nó, mình thường xuyên vệ sinh nó, thì nó sẽ không có bẩn. Nội tâm của mình khi mình vẫn còn phàm thì kiểu gì mình cũng sẽ tiếp xúc với các cái nguồn làm cho tâm mình ô nhiễm. Mà nếu như mình không ý thức được cái tình trạng của nội tâm
Từ đó mình rất dễ rơi vào cái tình trạng là dễ ngươi. Tức là mình bẩn mà mình không biết mình bẩn, hoặc mình sạch mình không biết mình sạch. Rồi từ đó mình rất dễ ý y. Qua cái đoạn sau á, khi mà sư đọc qua cái chú giải thì quý vị sẽ thấy cái này nó rõ hơn. Ở đây trong tóm tắt thì chỉ nói là nhờ mình ý thức được cái trạng thái trong sạch của bản thân, cho nên là mình sẽ mệnh chung với cái tâm là vô tham, vô sân và vô si. Và tiếp theo nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài định nghĩa thế nào là cấu uế. Thì cái cấu uế ở đây là kể về đời sống của một vị tỷ kheo. Bởi vì bài kinh này là dành cho các vị tỷ kheo. Khi mà một số vị tỷ kheo trở nên lơ đễnh và xa rời cái đời sống phạm hạnh, cho nên là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thuyết lên bài kinh này để nhắc nhở những vị mà đã lơ đễnh. Những cái mong muốn ác bất thiện đó là gì? Thứ nhất là ta phạm giới mà đừng có ai biết là ta phạm giới. Tức là những cái giới của mình nó kín, mình có phạm thì một mình biết thôi. Tốt nhất là đừng có ai biết. Cái này nó rất nguy hiểm nha quý vị, rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà mình phạm giới mà mình che giấu, mình không muốn ai biết là mình phạm giới, thì điều đó đưa đến một sự kiện là mình sẽ không biết hổ thẹn, mình sẽ tiếp tục phạm cái giới đó. Mà quý vị biết là trong cái giới tỳ kheo á, mà mình cứ phạm riết thì nó sẽ đưa đến cái phạm hạnh của mình nó bị ô nhiễm. Được kể đến như là một cái thùng đựng phân lâu ngày, thì cái gỗ đó xài hết được, không có xài được, nó không thể nào vệ sinh cho nó sạch được hết. Giống như bây giờ quý vị có những cái sọt đựng rác, mà cái sọt đựng lâu ngày nó dơ bẩn như thế, thì phải nói là bây giờ mình không có cách chi mà mình làm cho nó sạch được hết trơn. Thì cũng vậy đó, một vị tỷ kheo mà phạm giới mà không muốn ai biết mình phạm giới, thì cái giới hạnh của vị đó nó đưa đến cái sự ô nhiễm, và vị đó sẽ không có nhu cầu sám hối. Bởi vì đâu có ai biết đâu, thì sẽ không sám hối. Cho nên đây là cái mong muốn ác bất thiện. Cái mong muốn ác bất thiện tiếp theo là nếu như có người khác biết mình phạm giới thì hãy khiển trách một cách kín đáo thôi. Đừng có khiển trách công khai, đừng có lôi mình ra giữa hội chúng. Thí dụ như mình có cái lỗi gì đó thì nói nhỏ nhẹ cho nhau biết thôi, đừng có đem ra kể tội trước tăng đoàn, nó quê, nó nhục. Thì cái kiểu tâm lý này cũng là kiểu tâm lý bất thiện. Mong muốn này cũng là mong muốn ác. Do đâu? Do khi đó mình vẫn còn có sự che giấu tội lỗi. Mình muốn giải quyết trong êm thấm, giải quyết nội bộ với nhau thôi, chứ mình không muốn là đem cái chuyện này nó tày quầy ra cho tăng đoàn ai cũng biết. Rồi cái thứ ba đó là nếu như vị này mong muốn, nếu như mà ta phạm lỗi thì chỉ có các vị tỷ kheo đồng phạm hạnh mới được quyền khiển trách ta thôi, chứ còn mấy ông sa di thì đừng có biết, đừng không được khiển trách ta. Rồi những cái người mà nam nữ cư sĩ không được khiển trách ta. Thì đây là một cái mong muốn ác bất thiện. Quý vị thấy là ở trong đời sống của tu sĩ rất nhiều những cái vụ
chúng ta tạm gọi những cái vụ scandal là do cư sĩ khiển trách, cư sĩ họ nhắc nhở, tức là thấy ông sư này làm gì không có được, thấy ông thầy sống kiểu kia không có được, thì họ khiển trách. Thì chính bởi vì sự khiển trách đó, đó mà mới có những cái điều học, có những cái giới luật. Ví dụ như hồi xưa thì các vị tỷ kheo vẫn được đi khất thực, có nghĩa là không có cấm cái chuyện khất thực sái giờ. Thì có một vị đó đi khất thực vào ban đêm, thì có một cái một bà đang lây quay, bà rửa bát hay là bà đang giặt giũ, bà thấy cái bóng ông sư lù lù xuất hiện, bà giật mình, bà la làng lên. Thì vị sư này nói không có gì đâu bà chị, tôi đi khất thực thôi. Thì bà này mới nói đó là ông cho ông đau bụng, ông đói, ông đổ ruột ông ra đi, chết cha cái ông tỳ kheo. Bà nói vậy đó, ở trong tầng luật đó. Chứ còn mà ông vì cái bụng của ông mà ông đi khất thực buổi tối như vậy, ông hù chết người ta. Thì khi vị này bị khiển trách như thế, đem về kể lại cho tăng đoàn, tăng đoàn mới khiển trách vị này, và Đức Thế Tôn mới đưa ra học giới là chỉ khất thực, không có khất thực sái giờ. Và rất nhiều những sự kiện ở trong tạng luật, quý vị xem ở trong tạng luật, rất nhiều trong đó là do cư sĩ họ khiển trách, rồi từ đó mới có cái điều học. Rồi sau khi có điều học thì cũng do cư sĩ khiển trách, cho nên là các vị tỷ kheo mới thực hành đúng giới luật. Như là trong trường hợp ở Kusambi, các vị tỷ kheo tranh luận với nhau, cãi nhau, rồi dẫn đến là tăng đoàn không có hòa hợp, đưa đến sự kiện là Đức Thế Tôn đã bỏ đi vào trong rừng. Thì lúc bây giờ đó, hàng cư sĩ khiển trách các vị tỷ kheo và không có cúng dường các vị tỷ kheo. Thì các vị tỷ kheo lúc bấy giờ đó mới chịu ngồi lại với nhau, hòa hợp với nhau, đi sám hối với Đức Thế Tôn. Cho nên là cái sự kiện mà mình muốn, chỉ có các tỷ kheo đồng phạm hạnh khiển trách ta thôi. Chứ còn mà sa di hoặc là nam nữ cư sĩ đừng khiển trách ta đó, thì cái suy nghĩ đó là một suy nghĩ ác bất thiện. Rồi cái ác bất thiện tiếp theo á, là mong muốn, vì này mong muốn khi mà thầy của ta thuyết pháp á, thì hãy hỏi ta rồi thuyết pháp. Tức là khi mà cái vị thầy tổ thuyết pháp thì hãy quan tâm đến ta, hãy hỏi ta, rồi nhân đó làm cái cớ sự để thuyết pháp, chứ đừng có hỏi vị khác. Tức là hãy quan tâm đến ta, đừng quan tâm đến vị khác. Hãy để cho ta là cái người nổi bật trong hội chúng, chứ đừng có để người khác là người nổi bật trong hội chúng. Thì đây là một cái ác bất thiện. Cái thông lệ hồi xưa là khi mà một vị tỷ kheo lên thì có khi vị đó sẽ hỏi, ví dụ như vị này sẽ hỏi: này các tỷ kheo, như Đức Thế Tôn ngày hỏi này các tỷ kheo, các ông xem á, là nắm lá ở trong tay của ta nhiều hay là nắm lá trong khu rừng Simsapa này nhiều? Thì lúc bây giờ có vị tỷ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đương nhiên là lá trong rừng Simsapa này thì rất là nhiều, còn lá trong lòng bàn tay của Thế Tôn rất là ít. Thì Thế Tôn sẽ nhân sự kiện đó mà Ngài thuyết pháp. Thì đó là một cái kiểu thuyết pháp hồi xưa là như vậy. Rồi cái sự mong muốn ác bất thiện tiếp theo á, là vị này mong muốn ta sẽ là cái người được chỉ định là dẫn đầu đi vào làng khất thực. Hồi xưa khi mà đi khất thực á, thì chư Tăng đi theo đoàn, thì trong đoàn như vậy có người dẫn đầu,
nó có hai cái cơ sở để cho một vị có thể dẫn đầu. Một là vị này là vị rành rẽ con đường, tức là tăng khách tới thì không biết đi khất thực ở cái đường nào để mà được nhiều cái sự lợi lạc. Thì có vị vị đó sẽ rành, thì cái vị rành đó sẽ được chỉ định để dẫn đầu. Còn cái loại thứ hai á, là cái loại mà trường hợp đặc biệt. Ví dụ như trường hợp sa di chích tá, thì vị sa di này á, khi mà mùa đông đến thì thấy các sư á, ngồi co ro ở bên đống lửa, thì vị sa di này mới hỏi là bạch các ngài lạnh như vậy, tại sao mà các ngài không kiếm cái tấm y mà dày tốt để mà đắp cho nó đỡ lạnh? Thì các vị tỷ kheo mới nói là này con, đâu phải ai cũng có phước như con đâu, cho nên là mấy sư mới phải ngồi co ro để mà sưởi ấm như thế này. Thì vị sa di chích tá mới nói là như vậy thì bạch các ngài, bây giờ á chư tăng, ai muốn có y, ai cần có y thì đi theo con. Con sẽ đi, con khất y cho các ngài. Do cái phước của vị sa di chích tá này thì vị này đi đến đâu là người ta cúng dường y đến đó. Mà cúng cái y là y tốt, y dành cho mùa đông. Thì trong trường hợp như thế thì vị sa di chích tá mặc dù chỉ là sa di thôi thì vị đó vẫn dẫn đầu. Do đây là trường hợp đặc biệt, vị này thỉnh thì đi như thế là đi về rồi đem dâng y cho chư tăng. Từ đó vị sa di này còn được gọi là vị sa di khất y. Còn mặc định thông thường á, thì vị tỷ kheo nào lớn hạ hơn thì vị đó dẫn đầu. Theo như trong tạng luật á, thì khi đi khất thực, vị tỷ kheo lớn hạ hơn sẽ dẫn đầu. Còn khi mà đi về á, thì cái vị nhỏ hạ nhất sẽ dẫn đầu. Do đâu? Cái vị nhỏ hạ nhất á, sẽ đi về trước để chuẩn bị thảm chùi chân nè, chuẩn bị nước rửa chân nè, chuẩn bị chỗ ngồi, chuẩn bị chỗ máng y, chỗ phơi y. Cho nên khi đi thì các vị trưởng lão đi, còn khi về á, là các cái vị nhỏ thì sẽ về trước. Rồi vị này mong muốn cái sự thọ thực ở đây á, nó còn một cái sự kiện nữa. Đó là khi mà gia chủ mời thì cũng tương tự như cái chuyện đi khất thực, nhưng mà có một số cái một số vị được gia chủ ưu ái, thì các vị đó muốn cái vị này là người dẫn đầu. Ví dụ như trường hợp ngài Upananda được mô tả ở trong được nhắc đến ở trong Thanh Tịnh Đạo, thì vị này được cư sĩ rất là mến mộ, cho nên là lúc nào cũng mong muốn là vị này là cái vị dẫn đầu trong cái chuyện đi khất thực, trong cái chuyện thọ thực. Ngay cả nếu như mà chư tăng có đến trước thì cũng phải chờ vị này. Vị này đến rồi đó mới làm lễ trai tăng. Hoặc là có gửi đồ ăn đến chùa thì cũng được nhắc nhở là phải để ngài Upananda này thọ thực trước, ăn trước rồi sau đó các vị tỷ kheo mới được ăn. Thì đó là, thì cái mong muốn như vậy là cái mong muốn ác bất thiện. Vị này mong muốn là mình có được cái chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, thực phẩm tốt nhất ở trong chai đường. Nếu như mà quý vị đi một số ngôi chùa, đặc biệt là một số ngôi chùa Khmer, thì quý vị sẽ thấy là
các sư khi mà đi khất thực về thì bày đồ ăn lên trên bàn, rồi thì vị trụ trì mới chọn cái món, lấy những cái món đó, lấy những món đó xong rồi đó, món nào vị trụ trì thích thì vị đó lấy xong rồi. Thì các cái vị nhỏ hơn thì các vị đó mới ăn, do cái vị trụ trì thì vị đó không có ăn. Thì một số trường hợp á, những cái vị trưởng lão, những vị trưởng thượng thì được ưu tiên chọn đồ ngon trước. Thì cái vị này nếu như mà vị đó mong muốn là ta cũng sẽ được như thế thì đây là cái mong muốn ác. Rồi vị này mong muốn ta là người nói cái lời tùy hỷ sau khi thọ thực, thì nó như thế này. Ở trong thời kỳ Đức Phật á, thì khi mà dùng tra tăng xong, tức là cái thông lệ như thế này nè, là người cư sĩ Phật tử á, đến mời chư tăng đến nhà thọ trai. Thì khi mà chư tăng đến thì người cư sĩ họ sẽ sửa soạn chỗ ngồi, rồi họ sẽ đặt bát cúng dường, tức là họ sẽ để đồ ăn vào trong bát của các cái vị sư. Khi đó các vị sư chưa có chúc phúc đâu, mà các vị đó sẽ ăn. Ăn xong rồi đó, sau khi ăn xong rồi thì sẽ cử một vị để tụng cái lời chúc phúc và thuyết pháp. Thì cái vị được cử thì sẽ do tăng chỉ định. Thì cái vị mà mong muốn ác bất thiện này thì vị đó sẽ luôn luôn mong muốn là đừng có chỉ vị khác, chỉ một mình tôi thôi. Bởi vì khi mà chỉ một mình á, lâu dần thì mình sẽ có cái danh tiếng ở trong tăng đoàn, rồi mình sẽ có danh tiếng trong cái hàng gọi là Phật tử, thì mình sẽ được nhiều lợi dưỡng hơn. Thì đây là một cái mong muốn ác bất thiện. Rồi cái mong muốn ác bất thiện nữa là vị này mong muốn chỉ có ta là người được phép thuyết pháp đến tăng ni cư sĩ thôi, chứ còn đừng có cho vị khác thuyết pháp. Thì đây là một cái mong muốn rõ ràng ác bất thiện. Quý vị thấy là ở chùa thì có nhiều vị, thì vị nào có khả năng thuyết pháp thì cứ để vị đó thuyết pháp. Còn khi mình có mong muốn này thì có nghĩa là mình độc quyền trong ngôi chùa đó, hoặc là độc quyền trong cái hội chúng đó, hoặc độc quyền trong cái sự kiện đó. Mình muốn là hễ ở đâu mà có mặt mình, không mời mình thì thôi, nhưng mà hễ mời mình, có mặt mình thì mình phải được thuyết pháp, chứ đừng có cho ông nào thuyết pháp hết. Thì khi mình có suy nghĩ như thế, mình có mong muốn như thế, thì đó là cái mong muốn bất thiện. Rồi hôm nay thì chúng ta chỉ học đến đây thôi. Thì do như sư nói đó, cái bài này chúng ta có thể học lướt nhanh, cho nên là qua ngày hôm sau có thể chúng ta kết, qua cái buổi hôm sau á, chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc luôn cái bài số 5, bài kinh số 5 để qua bài kinh số 6. Cho nên là các bạn trong ban tổ chức hoan hỷ là in sớm cái bài kinh số 5, rồi tới hồi sư về sư cũng sẽ gửi bài kinh số 6 qua, rồi quý vị in luôn ha. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khổ những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ,
nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm liên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Mời quý đọc theo sư. Y tăng mê bùn nhân Nibbanasa Pachayo Hotu Imang no Punya Phagang Sabba Sattanang Dema Sadhu Sadhu Sadhu. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam.